Minh Nhật xin gửi lời chào tới quý khán thính giả. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, rất nhiều người Việt đã chia sẻ bài diễn văn trong ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Zelensky của Ukraine. Một bài diễn văn đã làm cho biết bao nhiêu con người rung động, và chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị toàn văn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi một thực tế rất trái ngược với Việt Nam. Đó là ở bên người ta, ở xứ Ukraine, người ta đưa một diễn viên hài lên làm Tổng thống, làm một lãnh đạo tốt. Còn ở Việt Nam, đưa một lãnh đạo làm một diễn viên hài nhảm. Đó là một cái nghịch lý, một cái ngược đời. Người ta thì diễn viên hài lên làm Tổng thống, lên làm lãnh đạo tốt. Còn mình thì lãnh đạo lại trở thành những diễn viên hài. Bằng chứng điển hình đó là những câu phát biểu của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, hay những câu nói chửi người dân của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh mới đây thôi về cái chuyện giá điện, giá xăng. Rồi những cái câu nói ngu nga ngu ngơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng làm cho người dân cảm thấy rất phì cười. Và rồi thì những câu nói kinh điển của kiêm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng làm cho người ta nhiều khi phải vỡ òa cảm xúc. Một người lãnh đạo tuyên bố với quốc dân đồng bào rằng mỗi người dân là một tổng thống, và đừng có treo hình treo ảnh của tổng thống trong phòng làm việc của các bạn, bởi vì tổng thống không phải là thần tượng, không phải là thánh nhân, tổng thống cũng không phải là bức ảnh, mà hãy treo ảnh của các con bạn vào nơi làm việc để mỗi lần ra quyết định thì hãy nhìn lên đó. Còn ngược lại với lãnh đạo của chúng ta thì sao? Ông Nguyễn Sinh Hùng nói gì khi mà đề cập đến tương lai của con cháu? Ông nói thế này: nợ công Việt Nam tuy nhiều nhưng chúng ta không lo sợ, bởi vì con cháu của chúng ta sẽ trả cho chúng ta. Ai có còn nhớ những câu nói mỉa mai và ngược đời như thế hay chăng? Tổng thống của người ta xác định sứ mệnh của họ rằng lúc trước tôi đã cố gắng làm cho người ta mỉm cười, còn từ bây giờ trở đi tôi sẽ nỗ lực để không người nào phải khóc. Đó là sứ mệnh của những người lãnh đạo. Một người lãnh đạo mới lên đã tuyên bố sẽ đứng về phía người dân, tuyên bố giải tán quốc hội, tuyên bố sẽ làm và ra những quyết định phức tạp chỉ để bảo đảm cho người dân Ukraine được là người Ukraine, để cho họ cảm thấy được một niềm tự hào, không phải bởi vì là một cái hộ chiếu. Công dân Ukraine không phải là trên hộ chiếu, mà trong mỗi trái tim của con người. Có một vị lãnh đạo nào ở Việt Nam đã nêu lên cái điều đó chưa? Họ chỉ có thể nêu lên những cái thứ tự hào một cách hão huyền. Nào là người Việt Nam thông minh nhất thế giới, những cái câu ru ngủ thường xuyên đó, trong khi không nhìn lại thực tế rằng đất nước của chúng ta vẫn còn đang nghèo. Họ tự hào vào một cái quá khứ, trong khi không nhắc cho thế hệ trẻ rằng đất nước của chúng ta đang ở nơi đây và đất nước của chúng ta đang đau khổ trước lằn ranh và trước súng đạn của kẻ thù phương Bắc. Biển đảo của chúng ta vẫn tiếp tục bị mất mà những lãnh đạo không bao giờ dám nói tới. Chưa một vị lãnh đạo nào mà dám nói, dám bảo vệ, dám lên án những hành động tội ác của Trung Quốc đối với Biển Đông. Mà có vị còn nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa là một bãi chim ỉa. Những cái câu khốn nạn đó đáng ra không nên được phát ra từ miệng của những người lãnh đạo. Vậy mà những người đứng đầu đất nước, những người có quyền trong tay, những người đang dẫn dắt con tàu đất nước thì lại có thể là những kẻ nhu nhược như vậy. Chỉ riêng ông Phúc, mà người ta hay gọi là ông Phúc KLMV, thì mỗi lần ông xuất hiện làm cho người dân cười. Nhưng nhiệm vụ của ông là làm cho người dân không khóc. Không khóc trước giá điện, không khóc trước kinh tế tụt hậu, không khóc trước những cái vấn nạn về văn hóa, về giáo dục. Nhưng các bộ trưởng của ông dưới quyền thì sao?
Nhạ thì ngọc, Trần Tuấn Anh thì lếu láo với dân, đòi xử lý dân. Đó là những chuyện rất thời sự mà chúng ta có thể thấy. Vậy mà ông đi đâu cũng ban phát cái đầu thú này, đầu thú nọ, mỗi tỉnh là một đầu thú, cuối cùng cả cái đất nước này trở thành một con quái thú. Toàn là đi là đầu, bảo là đầu tàu mà người ta nói đúng là đầu thú. Cứ mỗi lần mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêng nghiêng nghĩa nghĩa phát biểu thì người ta bắt đầu cười. Không phải cười bởi vì là cái hình dáng của ông, nhưng mà bởi vì những cái câu ngu nga ngu ngơ của ông. Nào là sẽ biến Việt Nam thành cái xưởng công nghệ của thế giới, rồi sẽ biến tỉnh này thành cái silicon mới của Việt Nam. Rồi thì bảo là công ty này sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới, rồi thì Việt Nam sẽ hóa rồng. Những cái câu đại loại như vậy mà ông vẫn có thể nổ, và rồi những người dưới ông cũng nổ. Cụ thể như là Quảng Nổ cũng là đàn em của Nguyễn Xuân Phúc, cũng đòi sẽ lấn sân và cạnh tranh và thắng vượt tất cả những hãng lớn như iPhone, Apple hay là Intel. Căn bản của những người lãnh đạo nước ngoài, họ đi trên mặt đất, họ quan tâm đến nỗi đau khổ của người dân mình. Như Tổng thống tân cử Ukraine, ông quan tâm đến vận mạng của những người lính, và ông nhận ra một thực tế rằng người ta không tự hào vì người ta là công dân Ukraine ở chỗ. Đó chính là những người làm công chức, quan chức luôn đè đầu cưỡi cổ người dân, vì họ không quan tâm đến tiếng nói của người dân, không hiểu nỗi thống khổ của những người dân, và vì thế nên mất lãnh thổ. Còn chúng ta thì sao? Những ai lên tiếng để về lòng yêu nước, bảo vệ luật, bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, chống lại luật an ninh mạng hay chống lại luật đặc khu thì họ bị xử tù. Mới đây nhất có những người đã bị tù đày và còn bị kết án thêm nặng nề nữa liên quan đến những cái sự kiện như là phản đối luật đặc khu của nhà cầm quyền. Chúng ta cũng không quên rằng những người lãnh đạo của chúng ta đã trở nên là những diễn viên hài nhảm khi trong suốt hàng chục năm qua lặp đi lặp lại một kịch bản, nói lại một cái bài diễn xuất, đọc còn không ra hồn, nói còn không ra tiếng, tham quyền cố vị, tóc hết bạc hết cả đầu vẫn cứ đòi ngao ngao lên làm lãnh đạo, trong khi những người trẻ, những người có thực tài thì lại không được trọng dụng. Chỉ có con ông cháu cha là được leo lên chỗ này, leo lên chức kia. Nó là một thực tế đau lòng mà những người lãnh đạo không bao giờ thừa nhận. Họ chỉ luôn ca ngợi hệ thống này tốt đẹp, nhưng những con số chứng minh cho rằng đất nước của chúng ta hiện nay thì sao? Gái đi làm vĩ khắp nơi, nam thì đi lao công khắp chốn, mất mặt cả dân tộc. Một dân tộc vốn có truyền thống anh hùng, vốn có truyền thống kiên cường, chăm chỉ, cần cù và cũng là thông minh. Thế mà sau hàng chục năm gọi là giải phóng, chúng ta đưa đất nước từ những hòn ngọc viễn đông như Sài Gòn thành một hòn than, nơi chỉ có khói với bụi, biến thủ đô ngàn năm văn hiến trở thành một thủ đô ngàn năm khói bụi, lộn xộn và đầy những cái tệ nạn xã hội. Những người lãnh đạo của chúng ta trở thành những diễn viên hài quá tệ, những nụ cười chua chát khi nghe những câu phát biểu của các ông bộ trưởng cũng như các ông thủ tướng, chủ tịch quốc hội. Đi từ Bắc vào Nam, chúng ta vướng biết bao nhiêu cái BOT. Thế mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khi mà nói về cái chuyện này thì lại đòi xử lý và coi đó là một điều hợp lý. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có những cái câu nói mà người dân cứ nhắc đi nhắc lại chỉ để cười với nhau,
không dám mỉa mai, không dám nói gì sâu xa, bởi vì sợ họ trả thù, sợ họ có những cái biện pháp chế tài để trừng phạt. Như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói, mình có như thế nào thì người ta mới như thế. Mình có như thế nào thì mà khi mà có một vị lãnh đạo ở một đất nước khác hoàn toàn xa lạ với nước của chúng ta, họ lên họ đọc diễn văn thì người dân trong nước rần rần chia sẻ. Còn lãnh đạo của đất nước thì đi ra nước ngoài thì bị người ta xuôi như xua tà, đuổi như đuổi hùi. Đó là một nỗi nhục và đó là một cái vấn nạn của đất nước. Tôi xin được gửi tới quý vị một cái đoạn ngắn trong lời phát biểu của tân Tổng thống Ukraine để nhắc nhớ cho những người lãnh đạo Việt Nam về trách nhiệm và vai trò của các ông. Xin đừng trở thành những diễn viên hài nhảm và tồi tệ, mà hãy trở thành những lãnh đạo tốt để người dân biết yêu mến. Và mỗi lần lời nói của các ông nói ra thì người dân hưởng ứng và chia sẻ. Tổng thống tân cử Ukraine đã phát biểu một đoạn ngắn về cái cốt cách của người Ukraine và lý do tại sao người ta chán ghét ở đoạn này. Trong suốt những năm tháng qua, chính quyền đã không làm cho họ cảm thấy họ là người Ukraine. Họ không phải là những kẻ xa lạ, họ là chúng ta, họ là người Ukraine. Và khi đó, mặc cho kẻ nào muốn ban phát cho họ cả 10 cuốn hộ chiếu cũng không làm thay đổi được điều gì. Công dân Ukraine không phải là ở cuốn hộ chiếu, công dân Ukraine là ở trong trái tim. Thông qua những chiến sĩ, những anh hùng của chúng ta trên tiền tuyến, cả những người nói ngôn ngữ Ukraine hay ngôn ngữ Nga, tôi biết rõ ở nơi đó ngoài mặt trận không có xung đột và bất hòa, ở nơi đó chỉ có danh dự và lòng dũng cảm. Bởi vậy tôi xin kêu gọi những người đang bảo vệ Tổ quốc, không thể có một quân đội vững mạnh nếu chính quyền không trân trọng những anh hùng đang hàng ngày hy sinh vì Tổ quốc. Tôi sẽ làm tất cả để các bạn cảm thấy mình được trân trọng. Vâng, đó là nói với những con người đang ở chiến trận, với những người cảm thấy mình không còn phải là người Ukraine vì bị chính quyền làm cho họ mất đi cái cảm thức đó. Lãnh đạo Việt Nam cũng hãy nghe những lời đó và thay chữ Ukraine bằng chữ Việt Nam. Tổng thống tân cử Ukraine nói, cho phép tôi được trích dẫn lời của một diễn viên cũng là một tổng thống xuất sắc của Mỹ. Chính phủ không phải để giải quyết vấn đề của chúng ta, chính phủ chính là vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Bởi vậy tôi không hiểu nổi chính phủ của chúng ta, những người chỉ biết buông xuôi và nói, chúng tôi không thể làm gì được. Không đúng, các bạn có thể làm được. Ít nhất các bạn có thể rời bỏ cái ghế các bạn đang ngồi để nhường chỗ cho những người nghĩ về những thế hệ tương lai của chúng ta, chứ không phải chỉ nghĩ về cái bầu cử sau như các bạn. Các bạn hãy từ chức đi và nhân dân sẽ đánh giá cao các bạn. Các bạn không thích những gì tôi đang nói ư? Đấy không phải tôi nói đâu, mà đấy là lời của nhân dân Ukraine nói. Việc tôi trúng cử Tổng thống là minh chứng cho điều đó. Nhân dân đã mệt mỏi bởi những chính khách lọc lõi, những kẻ trong suốt 28 năm đã xây dựng nên một đất nước chuyên ăn hoa hồng, cướp phá, tư lợi cá nhân. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước khác, nơi mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nơi thực thi những quy tắc minh bạch và trung thực dành cho tất cả mọi người. Để làm được điều đó, tham gia chính quyền phải là những người phục vụ nhân dân. Tôi mong muốn rằng các bạn không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn, bởi Tổng thống không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân. Tổng thống không phải là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con của bạn vào chỗ đó, và trước khi quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt của chúng. Như lời Tổng thống Ukraine nói, không cần phải nói nhiều nữa, mà cần đến lúc để hành động. Và ông đã tuyên bố giải tán quốc hội. Ông cũng đồng thời tuyên bố sẽ bãi bỏ quyền miễn trừ của các nghị sĩ, tức các đại biểu quốc hội. Ông cũng kêu gọi những người đang làm công chức, nếu không phục vụ nhân dân hãy từ bỏ vị trí. Và lời kêu gọi của ông cũng là lời mà nhân dân Việt Nam muốn gửi tới cho những vị lãnh đạo của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.